Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Bóng Đá Mơ. Rất vui khi được gặp lại các bạn. Video ngày hôm nay sẽ có những tin chính sau. U23 Thái Lan hội quân vắng mặt huấn luyện viên Nishino. U23 Việt Nam không ngán các đối thủ Tây Á. Huấn luyện viên UAE tuyên bố sẽ thắng ở U23 châu Á. Báo Indonesia vội vàng cảm ơn thầy Park Hang-seo. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. U23 Thái Lan hội quân vắng mặt huấn luyện viên Nishino. Theo lịch trình ngày hôm nay 26 tháng 12, các cầu thủ U23 Thái Lan chính thức tập trung bước vào tập luyện chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á sắp diễn ra ngày 8 tháng 1 tới. Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng ông Akira Nishino vắng mặt dịp này và chỉ có thể trở lại vào cuối tuần. Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho biết, ông Nishino tranh thủ nghỉ lễ Giáng sinh nhưng các công tác chuẩn bị đều được giao các trợ lý thực hiện một cách kỹ càng nhất. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng lên lịch cho U23 Thái Lan đấu giao hữu tập huấn 2 trận, nhưng lịch đấu cụ thể hiện chưa gút lại. Dự định với một trận sẽ đấu với câu lạc bộ trong nước và một trận nữa đấu với một đội tuyển U23 tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Phó tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, ông Fatit Suvaphong cho biết, Liên đoàn bóng đá Thái Lan hiện đang đàm phán với một đội tuyển U23 cũng như với một câu lạc bộ ở Thái League. Tuy nhiên, do các đội này chưa xác nhận, nên chúng tôi chưa thể công bố cụ thể lịch trình thi đấu. Nhưng chắc chắn, đây sẽ là các trận đấu tập kín và giới truyền thông sẽ không được tham dự. Ông Fatit Suvaphong cũng cho biết thêm, huấn luyện viên Nishino sẽ sớm trở lại Thái Lan để trực tiếp chỉ đạo các cầu thủ tập luyện và chuẩn bị cho hai trận giao hữu này. Cũng như qua đó sẽ gút danh sách chính thức 23 tuyển thủ của U23 Thái Lan dự vòng chung kết U23 châu Á. Theo thông tin mới nhất trước khi tập trung, U23 Thái Lan gặp một chút trở ngại là hai ngôi sao của câu lạc bộ Pat FC là các hậu vệ Kevin Doramram và Jaturapat Sattham bị chấn thương vẫn đang tập riêng ở câu lạc bộ. Sau thất bại ở SEA Games 30 khép lại một năm sa sút nữa của các đội tuyển Thái Lan ở đấu trường quốc tế, theo tờ Bangkok Post thì sang năm 2020, người hâm mộ Thái Lan rất kỳ vọng đội U23 sẽ có khởi đầu tốt hẹp hơn ở giải U23 châu Á được tổ chức trên sân nhà. Tiền vệ Subhachak Sarachat trả lời phỏng vấn trang The AFC.com của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cũng khẳng định sân nhà sẽ là vũ khí lợi hại để U23 Thái Lan lấy lại những gì đã mất và sẽ là động lực để thắng mọi đối thủ giành vé vào tứ kết cũng như thắp hy vọng tranh vé dự Olympic 2020. Dựa trên tình hình hiện nay, U23 Thái Lan không có nhiều sự thay đổi từ thất bại ở SEA Games 30 bị loại sớm ngay từ vòng bảng. Vì huấn luyện viên Nishino triệu tập 33 cầu thủ, trong đó phần đông là các cầu thủ đã thi đấu tại Philippines mới đây. Sự kỳ vọng lớn nhất của U23 Thái Lan từ sự trở lại của tiền vệ Ben David đang khoác áo đội trẻ Fulham ở Anh. Mặc dù vậy, Ben David có đáp ứng và trụ lại đội hình 23 tuyển thủ U23 Thái Lan hay không thì còn phải chờ qua hai trận giao hữu tới đây, khi huấn luyện viên Nishino sẽ có thử nghiệm đội hình chiến thuật thi đấu theo ý định là chuyển sang 5-3-2 thay vì 4-2-3-1. Đã áp dụng lâu nay mới có thể rõ ràng được. U23 Việt Nam không ngán các đối thủ Tây Á. Tại vòng chung kết giải U23 châu Á tới đây, U23 Việt Nam sẽ phải chạm trán hai đối thủ Tây Á khá mạnh là U23 UAE và U23 Jordan trong hai trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên, người hâm mộ bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể yên tâm. Bởi thực tế cho thấy, trong vòng 2 năm qua dưới triều đại của huấn luyện viên Park Hang-seo, các đối thủ Tây Á chưa bao giờ là trở ngại lớn đối với Quang Hải và các đồng đội. Trong hành trình lịch sử tới ngôi Á quân châu lục tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã chạm trán 3 đối thủ của vùng Trung Đông. Nếu không tính kết quả của những loạt đấu súng thì U23 Việt Nam đã thủ hòa với cả 3 đối thủ này. Hòa U23 Serie A 0-0 ở vòng bảng, hòa U23 Iraq 3 đều ở tứ kết, thắng 5-3 ở loạt sút luân lưu 11m, hòa U23 Qatar 2 đều ở bán kết, thắng 4-3 ở loạt sút luân lưu 11m. Tiếp đó, tại giải bóng đá quốc tế U23 Cup Vinaphone 2018 trên sân nhà sau đó, U23 Việt Nam đã đánh bại một đội bóng Tây Á khác là U23 Oman với tỷ số 1-0 nhờ một siêu phẩm sút xa của Đoàn Văn Hậu ở phút thứ 89. Trong khuôn khổ Á vận hội năm 2018, U23 Việt Nam tiếp tục đối đầu với 3 đội bóng Tây Á. Kết quả là đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo giành chiến thắng 2 trận, 1-0 trước U23 Bahrain ở vòng 1-16 và 1-0 trước U23 Syria ở vòng tứ kết.
và hòa một trận 1-1 với UEFA UAE ở trận tranh giải 3 trước khi thua 3-4 trong loạt sút penalty sau đó. Còn trong năm 2019, UAE2 Việt Nam cũng có một trận giao hữu với đối thủ đến từ Tây Á. Ở cuộc so tài vào ngày 13 tháng 10 vừa qua trên sân Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, UAE2 Việt Nam đã thủ hòa 1-1 với UAE2 UAE. Đức Trinh là người ghi bàn duy nhất cho UAE2 Việt Nam. Như vậy, trong vòng 2 năm qua, UAE3 và UAE2 Việt Nam đã có 8 trận đấu với các đối thủ đồng trang lứa đến từ Tây Á. Kết quả là chúng ta không thua trận nào, hòa 5 trận và thắng 3 trận, chỉ tính trong thời gian thi đấu chính thức. Với những bài học rút ra từ những cuộc đối đầu với các đội bóng Tây Á trong quá khứ, chắc chắn sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Bouncer có thêm kinh nghiệm để chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng sắp tới với UAE3 UAE và UAE3 Jordan tại vòng chung kết UAE3 châu Á 2020. Huấn luyện viên UAE tuyên bố sẽ thắng ở UAE3 châu Á. Dù chưa công bố danh sách chính thức, nhưng huấn luyện viên Marcia Scorza tuyên bố ông đã có trong đầu kế hoạch cụ thể cho UAE3 châu Á 2020. Giải đấu ở Thái Lan đầu năm tới đánh dấu sự trở lại của UAE3 UAE sau khi vắng mặt tại Thường Châu 2018. Marcia Scorza được xem là người hùng của UAE3 UAE sau khi giúp đội đứng đầu bảng D vòng loại. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng ở Thái Lan, Marcia Scorza tuyên bố trước giới truyền thông UAE. Nhà cầm quân người Ba Lan bắt đầu dẫn UAE3 UAE năm 2018 và tạo được dấu ấn lớn về lối chơi lẫn tinh thần. Mới đây, Marcia Scorza từng là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển UAE, đối thủ từng thua Việt Nam ở Mỹ Đình. Thuộc vòng loại World Cup 2022, Asian Cup 2023. Tuy nhiên, vị huấn luyện viên 47 tuổi này không thực sự quan tâm đến cương vị mới. Vì thế, UAE đã chọn Ivan Savanovic trước khi tái đấu Việt Nam. Tôi không nghĩ đến điều đó, Marcia Scorza giải thích. Bởi vì công việc này cần tập trung và chính xác mà tôi chưa có kế hoạch nào. Marcia Scorza lúc này chỉ tập trung cho UAE3 UAE với mục tiêu ít nhất là giành một vé dự Olympic 2020 ở Nhật Bản. UAE3 UAE sẽ mở màn UAE3 châu Á bằng trận đấu với UAE3 Việt Nam, đương kim Á quân giải đấu. Marcia Scorza là một huấn luyện viên tuyệt vời. Ông ấy mang đến cho chúng tôi những điều mới mẻ về chiến thuật và tác động lớn về tinh thần. Hậu vệ Mohamed Ali Sakker lên tiếng. Ali Sakker chưa chắc chắn về cơ hội nằm trong danh sách chính thức đi Thái Lan. Dù vậy, cầu thủ 22 tuổi này tự tin về sức mạnh của UAE3 UAE. Tôi vẫn đang nỗ lực để tìm cơ hội cho mình. UAE3 UAE là tập thể mạnh mẽ mà ai cũng xứng đáng. Chúng tôi sẽ có giải đấu thành công nhất. Báo Indonesia vội vàng cảm ơn thầy Park Hang-seo. Tờ báo của Indonesia bày tỏ sự biết ơn đối với huấn luyện viên Park Hang-seo khi ông đã dành lời khuyên chân thành cho người bạn thân, để từ đó trở thành tân huấn luyện viên trưởng của đội bóng xứ vạn đảo. Mới đây, tờ Indosport của Indonesia bất ngờ đăng tải bài viết cảm ơn huấn luyện viên Park Hang-seo bởi đóng góp của ông với nền bóng đá nước này. Theo đó, đội tuyển quốc gia Indonesia sẽ tiếp tục hành trình tại vòng loại World Cup 2022 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Shin Tae-yong người Hàn Quốc và tân thuyền trưởng của đội bóng xứ vạn đảo cũng đã ra mắt với truyền thông trong ngày 25 tháng 12. Với tư cách người bạn thân, huấn luyện viên Park Hang-seo đã khuyên huấn luyện viên Shin Tae-yong để giúp ông ấy đưa ra sự lựa chọn sáng suốt. Cuộc đời huấn luyện viên là chuỗi thử thách. Bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng gặp nhiều thử thách khi làm việc ở Việt Nam, và những lời khuyên dành cho người bạn thân chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho bóng đá Indonesia, tờ báo nhận định. Huấn luyện viên Shin Tae-yong từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2018. Dù không thể giúp đại diện xứ Kim Chi giành vé vượt qua vòng bảng, nhưng ông cũng giúp Hàn Quốc hạ gục đội tuyển Đức, khi đó đang là đương kim vô địch thế giới tại World Cup 2018. Tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia là bạn thân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trước đó, thầy phù thủy đã khuyên người bạn của mình tới làm việc ở xứ vạn đảo để phát triển sự nghiệp, khiến cho báo giới Indonesia vô cùng cảm kích. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Indonesia chưa công bố về thời hạn và giá trị hợp đồng của tân huấn luyện viên Shin Tae-yong, nhưng sẽ thông báo với báo chí sau đại hội PSSI vào tháng 1 năm 2020. Việc PSSI bổ nhiệm ông Shin Tae-yong cũng chấm dứt những tin đồn nhà cầm quân người Hàn Quốc có liên kết với câu lạc bộ Shenzhen FC. Trước đây, ông Shin Tae-yong được cho là đã đạt được thỏa thuận với đội bóng hạng 2 của Trung Quốc và sẽ gia nhập trong tương lai gần.
video của mình đến đây là kết thúc rồi. Đừng quên hãy nhấn like, subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.